quý vị, vào ngày 11 tháng 4, thông tin từ đội cảnh sát phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn mại dâm và mua bán người thuộc PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây mại dâm trong một khách sạn tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1993, quê tại tỉnh Hà Nam, thuê một khách sạn tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với giá 110 triệu đồng một tháng. Do việc kinh doanh sau này bị thua lỗ nên Khanh đã cho 8 phụ nữ bán dâm thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200.000 đồng một ngày để hoạt động mại dâm. Khi khách mua dâm tới khách sạn, sẽ nhắn tin cho một người tên Dung. Sau đó, Dung tiếp tục nhắn tin cho các cô gái số phòng của khách để sang bán dâm. Tại thời điểm kiểm tra khách sạn, lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện 5 gái mại dâm khác cũng đang chờ bán dâm. Theo lời khai ban đầu của các nghi can, giá bán dâm là 800.000 đồng một giờ. Tiền phòng khách sẽ tự thanh toán cho khách sạn. Mỗi ngày, khách sạn đón 50 đến 60 khách đến thuê phòng khách sạn và thực hiện hành vi mua dâm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng để điều tra làm rõ. Mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.